nhà nhỏ lớn gì cũng được, một cái tấm lá đỡ đầu tôi cũng vui. Một khi tôi chết rồi vợ tôi cũng có cái chỗ mà. Là có nghĩa là cô chú lấy một 150 chục trờ thì cũng được là 1 triệu rưỡi. Dạ. Thì còn lại là cũng còn lại được là 820 ngàn. Dạ. Đây cô bác của anh chị, đây 1 triệu, 2 triệu, 2 triệu 320 ngàn. Đây là của chị Phan Thị Kim Ngân ở Mỹ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác của anh chị ạ. Hôm nay thì Bùi Hồ tiếp tục trở lại gia đình cô Duyên. Gia đình mà cô chú mà sống ở dưới gầm cầu của cô bác của anh chị, để sau khi mà được các chú ở Canada là chú Hùng như chú Phước, chú Ban hỗ trợ để mà lên nhà trọ, thì hôm nay thì đến xem cuộc sống của cô chú như thế nào. Dạ, em chào chú. Ô. Dạ dạ. Không cho nó hiểu cô ạ. Ở nhà trọ mình thấy nuôi chó thấy nó bị bất tiện quá ha. Ừ con. Nó... chủ nhà trọ không được sinh nữa đó chứ. Mà nó có một con để cho hữu hỷ. Nó hai con cưỡng cu thả luôn rồi. Mình cho hai con kia luôn mà còn con một. Nó thả luôn hả? Đem về chùa rồi thả. Sao thả chú nuôi đó giờ sao thả? Thấy cũng mình nhốt nó hoài thấy con tội. Nó là tối ngày chứ. Dạ hả? Đeo này vô cho chú. Chú qua đây nè, chú ngồi chú. Rồi sao rồi, không gà cô chú làm sao rồi? Không gà đi hỏi mà tao khó hỏi nó rồi. Hỏi không được, cái thất vọng gì sợ chú nói sao mà không chịu đi làm mà hỏi không được. Đeo cho cô đi. Đây 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 đây. Rồi không có việc làm luôn. Dạ. Ôi chó này họ chủ nhà trọ hỏi xin con không biết nói sao chứ. Ở nhà trọ mình cho cũng được nữa chú. Dạ con tính cho bởi vì nó lai bẹt rồi. Nó lai giống chó săn được không á. Mà nó cái con tính cho đó. Chứ bây giờ mình để nó nhằm khi ô nhiễm nhà trọ, chủ nhà trọ nói vậy chứ nó bị ô nhiễm. Nuôi ở trong nhà mình thì dễ, nhưng nhà trọ nó khó. Hôm nay con chú ăn cơm cái gì? Hôm nay cũng chưa có mùi gì ăn đâu chú gì đâu. Còn mấy trái dây leo một chút xào ăn cái chấm nước mắm. Dạ hả? Dạ. Không có mặn gì, cũng không có tiền mua cá ăn nữa chú. Cội ăn gì ăn đắp đổi gì. Tính chấm nước mắm ha, dưa leo xào chấm nước mắm ăn hả? Dạ. Ngày cái này ăn tốt nhiêu tiền hả cô ha? Cái này không có tiền thì mua cho mà 3.000 dây leo chú. 3.000 dưa leo? Dạ, về xào ăn cái gì rồi. Dạ. Dưa leo dụng á chú, dưa leo dạt á. Dạ. Yeah. Hổng gài hỏi công việc làm không được luôn. Dạ. Bữa nào ông trời ra đi hỏi nha, rửa tô, rửa chén, qua cồn, hỏi rửa ớt. Mà mỗi này bệnh dịch khó khăn quá. Sợ chú nói sao mà về đây ở mà sao không đi làm. Tại hỏi không được cũng thất vọng. Chỗ ngoài nói chuyện, đi vô khác. Tới không có bệnh này hỏi được mà bữa đó tới nay luôn chú. Bữa về tới nay là không có bệnh dịch, lại đi làm mỗi ngày luôn. Rồi có bệnh dịch rồi mấy cổ sợ bán hơi chậm. Rồi mướn nó không có tiền trả. Hôm trước giờ cô hỏi cái nghề gì? Hỏi rửa chén rửa tô chú. Rồi mấy cổ nói bán cái này chậm quá. Rồi rửa nhà không à, ít quá. Rồi để qua dịch này hả? Hả có nói qua dịch này cái hả, cổ kêu làm. Vợ không hoài, không mất cơ. Mà tôi nhờ bà vợ vợ tôi hỏi với tôi 1 triệu. Để mà tôi góp một ngày góp bao nhiêu, góp quà nào trừ thôi. Tôi bán giấy số mà bà hỏi một chiều. Còn ra ở đây nó nặng em, ở nhà trọ mà hai vợ chồng không ai làm vậy chứ. Mà tôi nói không em. Sợ bên ngoài nó nói sao mà vợ chồng ở này về ở nhà trọ mà không có đi mặn vậy chứ. Không khổ. Người ta làm hàng nhai mình phải đi quà, mình dù vốn biết không có. Bị đoạn. Tính nói với chú mà không dám nói. Dạ, tính nói với cô? Chú á, chú nói với mấy cô mấy chú ngoại giúp cho tôi đóng cho tôi chiếc xe á chú. Tôi đẩy, tôi đếm bánh rồi đẩy đi bán kiếm lời ăn. Xe đẩy hả? Dạ xe, cái xe đẩy, thứ xe người ta đẩy mà có tủ kiếm đó chú. Bao nhiêu tiền? Cô không biết chưa đâu ngoại gán cho. Xe đó cũng 2-3 triệu á. Dạ. Rồi cái đếm bánh đi bán hàng ngày vậy đó chú. Cái này thì sợ làm khó làm mua gỡ không mới bước cứt quá. Dạ.
rồi tính nói chú mà không dám nói, mà không biết chiếc xe đó bao nhiêu tiền, không biết. Có tính dự định nếm bánh gì? Bánh bò, bánh chuối, bánh cam. Cái đó người bán ngày đâu có bao nhiêu tiền? Cái đó là thấy người ta bán, người ta nói bán nhiều lợi ngày cũng cả trăm, trăm mấy đó chú. Người ta bán người ta nói gì? Cũng như cô bán, chú bán một cái là chú lời được 1.000 hay gì đó. Đúng rồi, cái là 1.000. Ừ, nhờ nhiều cái. Nhiều cái. Cô mua cái mâm á, cái mâm cô đội đi cũng được. Cái mâm đội đi. Cái mâm chú đội để chú đếm được có ba loại bánh. Được có bánh cam, nhập bánh khi mình bán tiêu. Cái nghề đó mình làm bán mình không biết là làm được lâu dài hay không. Dạ. Đó là quan trọng nhất, với lại cô có duyên buôn bán hay không, chứ không phải là người nào bán cũng được. Đó, dạ. Bán nó khó lắm. Dạ. Bởi vì nói cái hồi đó giờ là không có buôn bán chú. Cô thấy không có việc làm mới nói chú vậy đó. Buôn bán thì có vàng bán mới được chú. Dạ. Chứ tự nhiên mà nếu như mà mình đóng ra chiếc xe nó cũng nhiều tiền lắm á. Dạ. Không ít đâu. Xe tầm 2 triệu mấy 3 triệu, xe khách kính mà. Rồi giờ, hồi đó giờ Tàng này là đi làm thuê không? Bởi vì buôn bán thì nó không biết mình có gian bán không mà sợ bán không được. Rồi đúng thấy rồi, thấy việc làm không có mấy nhà mấy nói với chú vậy đó. Rồi, không có việc làm bất cứ bất tội luôn. Chú bây giờ sức khỏe của chú sao rồi? Tôi cứ ôm cái máy đó hoài. Cái ngày phun cử, có khi hai cử. Máy này hả chú? Máy phun xỉn. Nó lên cơn phun hột kia với sáng là phun hai cử rồi. Vào bắt hai nhà thờ nhà. Nó nói trời, xuống hả? Có cái nghề cũng được đấy chứ. Mệt mệt lên là phun hết cơn. Bởi vì chú mệt mệt vô phun chứ chú đi bán vé số đâu có được. Rồi đi bán vé số lỡ nữa chừng mà chú mệt rồi chú xỉu sao? Có đem cho xịt theo. Nó ở nhà thì mình phun máy. Một lần phun là 40 giọt. Còn mình đi bán vé số thì loại bộ leo gai thôi. Rồi mình đem cho xịt phòng ngừa theo túi. Cho xịt đó có 105 ngàn. Nếu như mà đi bán vé số thì chú sẽ bán bao nhiêu tờ? Nó bán 100 tờ. Bởi vì đâu có dám bán nhiều với hoàng mùa mưa nữa. Dạ. 100 vé thì một lần tôi bán lại 120, giờ 100 vé lại 400 ngàn. Ủa sao chú? Không biết thì sao mà nó sụt xuống dữ chú. Một lần này lại được 120 thì mấy người bán cũng khỏe hả chú? Còn lại có 100 ngàn. Tôi ra ngay để lấy số luôn đó là tôi năn nỉ. Bây giờ tôi thấy cái giấy chứng minh của tôi, giờ tôi đây mất tiền 100 vé nhưng mà lời tôi có sự sống. Có đồng lời vốn tôi trả cho nó không được. Không chịu. Không chịu. Mặt chịu được 100, vẫn lời có 100, chứ không có được 120. Còn lấy mặt? Nó mặt cũng lời 100. Một lần tôi bán 100 vé về tới nhà còn 100 ngàn. Bây giờ 100 vé thì mình tôi uống đi về đường, sáng ăn cơm sớm rồi đi, cũng đem về nhà được 80, 90, 95 ngàn. Chứ đây thì đâu dám ăn, đâu có 100 vé, mà gia đình mình từ tới tháng, tiền điện, tiền nước, tiền gói ghém, cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như mà cô chú thì 150 vé cô chú bán đủ không? Bán được không? Nào cô 50 chú 100 hay là hai người người 70 người 80? Vợ tôi bán 50 đi, tôi bán 100. Nhưng mà chị bán à? Mà nếu như mà cô chú đi bán thì ai giữ em bé? Không, đi bán dẫn nó theo. Nó bán cũng được nó chú. Nó đem lại nó mời mấy chú đưa nó lặn vé hai vé vậy đó. Nó mời. Không phải tập sự nó để nó lớn lên nó cứ buồn bán mà nó như vậy. Rồi thấy cái cảnh mà chú điện qua mà chú hỏi có việc làm không, rồi cái không có việc làm sợ chú buồn. Nếu như mà 150 ngàn thì cô chú bán 150 vé thì 150 ngàn thì cô chú có thể bán được. Dạ. Yeah. Mà 150 ngàn cô chú sẽ tiết kiệm được ngày đó khoảng 50 ngàn, hơn 50 ngàn. Dạ. 50 ngàn một ngày thì cô chú có thể đóng tiền trọ được luôn. Bình quân tương tháng tôi còn 3 triệu. Nếu mà 150 vé, vợ tôi bán 50, tôi bán 100, ngày tháng tôi còn 3 triệu. Bởi vì á, có ghém ăn uống trong một ngày đó có khi 50 ngàn, khi không được 50. Còn 100 đó mình phải nuôi con ăn bắt ở đó. Để mà tôi tháng đó mình nuôi ra tiền này thì mà khi bệnh quẩn đó, đồ cũng có đồng tiền.
tôi lên quê cái tôi mua chè thuốc có 120, chè thuốc sạch hiện trên nhớ năm. Ở nhà đã có mệt lên thì mở máy, có điện mở máy phun. Rồi mà đi đường thì bỏ chè sạch theo túi. Vậy cô chú, nếu như mà cô chú ở cuộc sống gì mà bán vé số nữa con thấy ổn định á. Dạ. Tôi sợ là tôi sợ gì nè, tôi muốn vô có cái nhà. Cái bệnh của tôi đó, tôi không biết tôi sống được 1 năm 2 năm nữa không. Một khi tôi nằm xuống rồi như vợ tôi không có cái nhà nữa. Cái cảnh này mà tôi đỡ có về gì đâu, vợ tôi ở đây nó làm cái gì mà đậu nó còn tiền mà nó ở tháng. Tháng nó có. Tôi ra có cái nhà nhỏ lớn gì cũng được, một cái tấm lá đỡ đầu tôi cũng vui. Tôi biết tôi chết rồi, vợ tôi cũng có cái chỗ mà tôi nằm xuống rồi tôi cũng khỏe, cũng nhẹ lắm đó. Bây giờ tôi nằm xuống rồi, cái hồn tôi vì vợ tôi hoài, không biết tôi có ở đây vậy không. Thì khi mà ấy cô chú qua dịch đó, dạ. Có nghĩa là như thế này, qua dịch thì cô chú sẽ nói với con gái của mình về đây luôn, không có đi làm nữa. Dạ. Tại vì làm ở đây được nhiêu ăn nhiêu, cô chú già thì bây giờ đi bỏ đi thì đâu có đành. Dạ. Rồi lúc đó thì có con gái của cô chú sẽ phụ thêm, chứ đâu có ấy được. Còn cái vấn đề mà cắt nhà cửa thì bây giờ thì duyên đến đâu mình hay đến đó nha cô chú nha. Thì hôm nay con đến đây con thăm gia đình của cô chú á. Nói chung là con sẽ bây giờ chú đi bán vé số được mà phải không? Được. Con đi lên chơi xe theo. Con thay mặt một chị ở Phan Thị Kim Ngân ở Mỹ. Dạ. Gửi về cho mình 100 đô. Dạ. Cô bác của anh chị Phan Thị Kim Ngân ở Mỹ gửi về 100 đô. Cho gia đình của chú, hỗ trợ cho chú đi bán vé số nè, như ước nguyện nè, để mà qua mùa dịch. 100 đô thì nó 2.320.000, con mới đi đổi giùm cô chú luôn nãy nè. Thì bây giờ là có nghĩa là cô chú lấy 150 tờ thì cũng được là 1.500.000. Thì còn lại là cũng còn lại được là 820.000. Đây cô bác của anh chị, đây 1.320.000. Này là của chị Phan Thị Kim Ngân ở Mỹ. Thì bây giờ gửi cho cô làm vốn, cô với chú làm vốn bán vé số á. Dạ. Lời cũng cảm ơn cái chị đó nhiều lắm. Dạ. Cũng có lỗi lời, gửi lời cảm ơn chị Kim Ngân nha chú. Ừ. Ừ. Thì bây giờ trước đây thì chú Hùng thì cũng hỗ trợ cho mình để lên nhà trọ mình ở. Các chú ở Canada thì hỗ trợ cho mình lên đây ở. Thì bây giờ có thêm chị Ngân hỗ trợ cho mình. Như là trước đây có gia đình của cô An đã gửi cho mình hết 1.000.000 nữa. Dạ. Thì nên đó là những mạnh thường quân đã gửi cho hoàn cảnh gia đình của mình. Dạ. Thì mong sao thì cô chú càng ngày làm càng tích lũy để mà qua cái 6 tháng này cô chú có thể tiếp tục mình giữ có một cái số vốn mình sống ở trên trọ. Dạ. Thứ hai là cô chú phải nói con gái của mình phải về. Dạ. Cái thứ nhất là chăm em bé để cho cô chú. Cái thứ hai là nếu như mà cô chăm em bé thì con gái của cô chú phải đi làm. Dạ. Để mà nuôi. Bây giờ thì trước tiên á thì làm gì làm thì phải gắn bó nhau sống, còn sức khỏe thì còn làm để mà vượt qua cái nghịch cảnh. Dạ. Thì đó là cái con muốn thông điệp con muốn gửi gắm lên cô chú. Dạ. Thì trong cái khi mà con đăng clip về cô chú lên á. Dạ. Thì cũng có nhiều người là khuyên là con gái của cô chú á. Dạ. Đi về để mà làm để mà phụ với cô chú, chứ không thể nào mà để cho cô chú lao động rồi bây giờ nuôi con nữa rồi bỏ đi làm như vậy. Dạ. Dạ anh đó, thì đó là thông điệp con muốn gửi với đến cô chú nha. Dạ. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin thay mặt gia đình của cô Duyên chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là mạnh thường quân trong nước cũng như ở ngoài nước. Xin chân thành cảm ơn, hôm nay thì xin chân thành cảm ơn chị Kim Ngân ở Mỹ đã hỗ trợ cho gia đình của cô chú 100 của D để làm vốn. Dạ. Dạ. Thôi con chào cô. Vậy chắc con xin phép con chào cô chú con Vàng. Rồi ngày mai cô chú lấy số bán được rồi. Dạ dạ. Chiều nay đi dặn anh chú mời lấy. Rồi mai bán rồi khoảng tháng sau con quay lại cái cuộc sống của cô chú như thế nào. Dạ. Mong thì cô chú sẽ làm ăn càng ngày càng
tích lũy để mà có số vốn dư ra. Đây là cái coi như là cái vốn ban đầu của mình đi ha. Dạ con chào cô chú, xin chào, xin chân thành cảm ơn tất cả các mạnh thường quân. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý vị ở clip sau ạ. Dạ cảm ơn chú nhiều anh chú. Dạ.